Sáng ngày 25 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 10 bị cáo và bị đơn dân sự trong vụ án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giai đoạn 2, 74 km. Trong số 10 bị cáo kháng cáo có ông Mai Tuấn Anh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC Trần Mạnh Hùng, cựu kỹ sư vật liệu gói thầu A4, A5 thuộc Văn phòng Tư vấn Giám sát Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Nguyễn Văn Thuật, cựu giám đốc Ban điều hành liên danh của nhà thầu thi công gói thầu A1 dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt, một số xin được hưởng án treo. Phiên tòa do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa, dự kiến phiên xét xử diễn ra trong 2 ngày. Trước đó, ngày 27 tháng 10 năm 2023, sau 14 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 22 bị cáo trong vụ án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giai đoạn 2, 74 km. Tòa tuyên phạt ông Trần Văn Tám, cựu giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và 30 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp mức án là 5 năm 6 tháng tù. Bị cáo Mai Tuấn Anh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc VEC bị phạt 42 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 9 cựu cán bộ còn lại của VEC lãnh 15 tháng đến 4 năm tù. 11 bị cáo còn lại gồm 7 cựu giám đốc liên danh nhà thầu thi công các gói thầu và 4 kỹ sư vật liệu bị tuyên phạt mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù cùng tội danh trên. Về dân sự, tòa tuyên buộc 5 nhà thầu phải bồi thường cho chủ đầu tư là VEC số tiền 460 tỷ đồng. Tòa dành quyền cho 5 nhà thầu này yêu cầu các bị cáo phải bồi hoàn trong vụ án dân sự khác nếu có yêu cầu. Ngày 19 tháng 10 năm 2023, sau gần 4 ngày xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án với 22 bị cáo trong vụ án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giai đoạn 2, 74 km. Bị cáo Trần Văn Tám, cựu giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng mức án 5 năm 6 tháng đến 7 năm tù. Bị cáo Mai Tuấn Anh, cựu tổng giám đốc VEC bị Viện Kiểm sát đề nghị 36 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 20 bị cáo còn lại gồm 9 cựu cán bộ VEC, 7 cựu giám đốc nhà thầu và 4 kỹ sư vật liệu bị đề nghị từ 18 tháng tù treo đến 7 năm 6 tháng tù cùng tội danh vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường tại 5 gói thầu tổng trị giá 460 tỷ đồng được xác định là thiệt hại của vụ án. Các bị cáo có quyền yêu cầu các cá nhân, pháp nhân có liên quan trong việc gây thiệt hại bồi thường lại cho mình. Nếu tranh chấp, các bên có quyền yêu cầu được giải quyết bằng vụ án dân sự khác. Theo Viện Kiểm sát, dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 140 km, trong đó giai đoạn 1 của dự án dài 65 km từ thành phố Đà Nẵng tới thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Giai đoạn 2 là đoạn đường dài hơn 74 km. Tuy nhiên, khi mới đưa vào vận hành khai thác, trên toàn tuyến đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng trên mặt đường bê tông nhựa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành khai thác, an toàn khi tham gia giao thông. Kết quả điều tra, tuyến đường 74 km thuộc giai đoạn 2, 5 gói thầu, xác định 22 bị cáo thuộc chủ đầu tư dự án, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn vật liệu nguồn,
thiết kế phối trộn, thi công thử đến thi công đại trà các lớp vật liệu. Khi nghiệm thu, các đơn vị trên không thực hiện đo cường độ module đàn hồi trên các lớp vật liệu. Có nhiều hạng mục thi công tiến hành nghiệm thu không có sự tham gia của đại diện ban quản lý dự án. Hội đồng nghiệm thu cơ sở không nghiệm thu hoàn thành chuyển bước giai đoạn thi công tổng thể nền đường, tổng thể mặt đường. Hành vi của các bị cáo khiến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn được đưa vào vận hành và hư hỏng sau đó, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 460 tỷ đồng tại giai đoạn 2. Chiều ngày 17 tháng 10 năm 2023, phiên tòa xét xử 22 bị cáo trong vụ án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giai đoạn 2 74 km tiếp tục phần xét hỏi đối với các đơn vị là chủ đầu tư, các nhà thầu. Đại diện Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC mong hội đồng xét xử trong quá trình xem xét giải quyết vụ án, nếu xác định các nhà thầu thi công các gói thầu A1, A2, A3, A4, A5 có sai phạm, gây thiệt hại cho chủ đầu tư thì phải bồi thường theo đúng quy định pháp luật, thiệt hại đến đâu bồi thường đến đó. Cũng theo đại diện VEC, chi tiết thiệt hại, đơn vị đã có văn bản gửi cơ quan điều tra, viện kiểm sát, mong tòa xem xét. Theo đại diện VEC, cơ sở yêu cầu bồi thường là hợp đồng giữa chủ đầu tư và các nhà thầu. Các nhà thầu có nghĩa vụ xây dựng tuyến đường đảm bảo an toàn, tiến độ, tiêu chuẩn chất lượng. Trường hợp thực hiện không đúng, không đầy đủ, sai sót thì phải bồi thường. Đại diện VEC cho biết, không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường do họ đều là các nhân viên, chuyên gia, có năng lực kinh nghiệm, đóng góp cho ngành giao thông vận tải, có nhiều bằng khen, giấy khen. Mong hội đồng xét xử coi đó là một rủi ro nghề nghiệp. Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại, đại diện VEC cho hay. Cũng theo đại diện VEC, bản án giai đoạn 1 quá đủ sức răn đe đối với các bị cáo. Một số tài sản của các bị cáo bị kê biên, phong tỏa, ngừng giao dịch. VEC không yêu cầu các bị cáo bồi thường nên đề nghị hội đồng xét xử hủy bỏ biện pháp ngăn chặn này. Trong phiên tòa, chỉ 3 trong 5 nhà thầu có mặt, gồm CC1, Posco ENC và Lotte ENC. Hai nhà thầu Trung Quốc không được tòa chấp nhận tư cách người đại diện do chưa trình được văn bản hợp pháp hóa lãnh sự cho giấy ủy quyền. Có mặt tại tòa, đại diện nhà thầu Lotte ENC cho rằng yêu cầu bồi thường của VEC là vô lý vì đại diện nói không đồng ý bồi thường bất cứ gói thầu nào với lý do đã thực hiện toàn bộ theo đúng hợp đồng, có kiểm tra chất lượng từng giai đoạn. Đại diện nhà thầu Lotte ENC cũng khẳng định chính VEC sau đó đã thuê một đơn vị kiểm tra chất lượng riêng biệt và đơn vị này cũng đã kiểm tra quy trình tương tự như bên ban giám định, kết quả báo cáo là không có vấn đề. Cùng quan điểm, đại diện nhà thầu Posco ENC phản đối 100% yêu cầu bồi thường của VEC. Sáng ngày 2 tháng 12 năm 2021, phiên tòa xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đầu tư xây dựng, công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi kết thúc phần tranh luận. Trước khi tòa nghị án kéo dài, các bị cáo được nói lời sau cùng. Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, cho biết ông sinh ra lựa chọn nghề xây dựng cầu đường, ban đầu để mưu sinh, nhưng đã trải qua rất nhiều cương vị công tác, lãnh đạo suốt 25 năm, thì đó không còn là mưu sinh mà là yêu nghề. Chúng tôi sẵn sàng xách ba lô đến những vùng đất mới, xây dựng những cây cầu, con đường. Rất vui khi những công trình này được đưa vào sử dụng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, ông Hùng nói. Ông Hùng rất đau xót khi sự việc xảy ra với tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, cũng là dự án mà các bị cáo ở đây rất tự hào, rất hân hoan khi đưa vào sử dụng. Cũng là tuyến cao tốc Bắc Nam đầu tiên của khu vực miền Trung. Tuyến cao tốc này hư hỏng khi vừa đưa vào sử dụng là sự việc ngoài ý muốn. Chúng tôi đã làm hết khả năng và rất ăn năn hối lỗi. Bị cáo Hùng phân trần rằng tại phiên tòa,
các luật sư của bị cáo đã nói rõ sự thật, làm rõ các tình tiết vụ án. Bị cáo cũng đã nhận thức rõ hành vi và trách nhiệm của mình. Cuối lời trình bày, ông Hùng nói, tin tưởng vào hội đồng xét xử, có một phiên tòa công bằng, công tâm, ghi nhận sự ăn năn hối lỗi của toàn bộ 36 bị cáo, vì họ đều không có động cơ vụ lợi, mong được áp dụng các tình tiết để hưởng mức án nhẹ nhất. Được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Quang Hào, cựu phó tổng giám đốc VEC, nói đây là sự việc đau xót của bản thân và gia đình. Bị cáo là người chăm chỉ, nghiên cứu các kiến thức chuyên môn, mong muốn hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia. Ở dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, bị cáo vô tình phạm tội vì kiến thức hiểu biết pháp luật còn nông cạn. Chỉ hiểu rằng người nào trực tiếp gây thiệt hại thì mới phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, quá trình nghiệm thu, bị cáo mới chỉ nghiệm thu để đưa vào sử dụng tạm, chứ chưa phải chính thức, còn phải tiếp tục theo dõi và kiểm soát chất lượng. Bị cáo luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao để sớm đưa tuyến đường vào thông xe, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình, nuôi dạy con cái. Ông Hào cũng xin hội đồng xét xử giảm nhẹ cho tất cả các bị cáo vì họ đều là người có nhiều năm đóng góp cho ngành giao thông. Trong khi đó, bị cáo Hoàng Việt Hưng, cựu giám đốc ban quản lý dự án, cho hay từ lúc khởi tố vụ án đến nay, bị cáo hết sức thấm thía và đã truyền đạt cho các đồng nghiệp rút kinh nghiệm để sau này không vi phạm tương tự. Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi sai phạm và cho biết đã cống hiến tận tâm cho dự án, không hề tư lợi. Xin lỗi gia đình và nhân dân.